Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, có những người có thu nhập không hề thấp nhưng đi làm bao năm vẫn không tích góp được đồng nào. Có người lại chẳng mấy sung túc nhưng khi nào công to việc lớn cần tới tiền thì cũng có thể chi trả tốt mà chẳng cần vay mượn ai. Quản lý tài chính tốt vừa liên quan đến mặt tính cách của mỗi người lại vừa là kỹ năng cần phải tôi luyện. Đặc biệt là nếu như bạn mắc phải một trong năm sai lầm này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ lâm vào cảnh túng thiếu đến cuối đời, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Mỗi thế hệ đều gặp những vấn đề khác nhau về tiền bạc, nhưng hầu hết những sai lầm đó đều mắc phải do sự thiếu chín chắn trong những năm tháng tuổi trẻ. Chúng ta đang sống trong một thế giới khác biệt với trước đây, mọi thứ đều đắt đỏ hơn, nợ đại học, khó kiếm việc làm. Nhưng điều đó không có nghĩa làm giàu là điều không thể. Grant Cardone là triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ. Với kinh nghiệm đúc rút được sau khi lập nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông đã chỉ ra 5 sai lầm không đáng có mà những người trẻ tuổi thường mắc phải. Dưới đây là bài viết của ông trên CNBC. Nhiều năm trước khi tôi xây dựng khối tài sản trị giá hàng triệu đô la, tôi đã bị mắc kẹt trong công việc mà tôi ghét. Tôi kiếm được 3 triệu đô la một tháng và tôi muốn kiếm được 4.000 đô la. Tăng thêm 1.000 đô la là mục tiêu quan trọng nhất mà tôi từng đạt được trong đời. Tôi đạt được mục tiêu đó bởi vì tôi luôn buộc mình phải đưa ra những quyết định kiếm tiền thông minh hơn. Nếu những người trẻ muốn trở nên giàu có, họ cần phải bỏ ngay 5 thói quen sai lầm sau đây. Thứ nhất, sử dụng thẻ tín dụng cho những thứ không tạo ra tiền. Theo báo cáo năm 2019 của Schwab, thế hệ trẻ ngày nay đang chi tiêu trung bình 478 đô la mỗi tháng cho các mặt hàng không cần thiết, ví như ăn uống xa hoa, giải trí, đồ xa xỉ và các kỳ nghỉ, nhiều hơn so với con số 359 đô la của thế hệ trước. Một trong những quy tắc chi tiêu tiền bạc hàng đầu của tôi là chỉ sử dụng thẻ tín dụng cho các giao dịch lớn có thể giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Chi tiền cho một lớp học sẽ giúp bạn tốt hơn ở một cái gì đó, hoặc thuê văn phòng để điều hành công ty của bạn là lựa chọn thông minh. Trong khi bỏ tiền cho một chiếc xe máy hoặc đôi giày đắt tiền mà cuối cùng sẽ bị mòn sẽ là lựa chọn không khôn ngoan chút nào. Thứ hai, so sánh tài sản của mình với người khác. Tài sản của người khác, cho dù có ít hay nhiều thì cũng chẳng bao giờ là việc liên quan đến bạn. Chẳng ai trả giúp bạn hóa đơn, đóng tiền hưu trí cho bạn hay làm bạn yên tâm thoải mái hơn. Có thể bạn không phải là những người như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, dù tình hình tài chính của người khác có xấu đi, cũng không có nghĩa là bạn sẽ tốt hơn. So sánh giá trị của bản thân bạn với người khác sẽ giống như một cái bẫy tinh thần. Hãy tập trung vào các mục tiêu tài chính của bạn, thay vì lãng phí thời gian để quan tâm đến tài chính của người khác như thế nào. Hãy ngồi xuống và xem xét các con số mà bạn đạt được. Hãy tìm hiểu xem phải làm thế nào để bạn có thu nhập triệu đô la. Có bao nhiêu cách khác nhau để làm được điều đó? Những sai lầm nào cần phải sửa đổi? Một khi bạn đã có kế hoạch cho riêng mình, hãy bắt tay thực hiện. Thứ ba, dùng tiền để khoe khoang. Điều này tương tự với quan điểm đầu tiên về việc chi tiêu cho những thứ không tạo ra lợi nhuận. Tôi không nói rằng bạn không nên nuông chiều bản thân, chỉ là đừng làm điều đó thường xuyên và chi trả bằng thẻ tín dụng. Nhưng nếu để bản thân bị cám dỗ bởi những món hàng không cần thiết trên các phương tiện truyền thông, thì đó là một sai lầm lớn. Những người bạn thấy trên Instagram với những bữa tối xa hoa, những bữa tiệc, xe hơi, quần áo hàng hiệu và kỳ nghỉ xa xỉ không nhất thiết phải là người giàu có. Họ chỉ là những người đội lốt giới nhà giàu bằng cách tiêu tiền quá trớn từ thẻ tín dụng của cha mẹ hoặc của chính họ. Đó không phải là lối sống khôn ngoan, trừ khi bạn là một người ảnh hưởng trên mạng xã hội và đó là công việc toàn thời gian của bạn. Thứ tư, theo đuổi sự sung túc thay vì tự do. Sung túc là đối nghịch của sự giàu có. Toàn bộ cuộc sống trung lưu được xây dựng trên nguyện vọng theo đuổi cuộc sống sung túc. Họ đã hài lòng với thu nhập 50.000 đô la, 2 tuần nghỉ phép, bảo hiểm y tế và một ngôi nhà. Nhưng những người giàu có chưa bao giờ ngừng lại ở sự sung túc. Thay vào đó, họ cố gắng kiếm được rất nhiều tiền vì nó mang lại cho họ sự tự do và an toàn hơn những gì họ cần. Rất nhiều người trẻ tuổi ngày nay đã dễ dàng hài lòng với thu nhập của họ, mặc dù họ còn có thể đặt mục tiêu cao hơn. Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự thoải mái, sung túc, có lẽ bạn sẽ không bao giờ đạt được tự do tài chính. Sự sung túc cho bạn một cuộc sống trung lưu, tự do cho bạn một cuộc sống giàu có. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan.
thứ năm, không kiếm đủ tiền. Bên cạnh việc tiết kiệm và đầu tư, bạn cũng cần kiếm thêm tiền. Tiền lãi bạn kiếm được từ các khoản đầu tư của bạn sẽ chỉ tăng nếu thu nhập của bạn tăng thêm. Ngay cả khi bạn có thu nhập cao, bạn luôn có thể kiếm được nhiều hơn. Sai lầm lớn nhất mà người trẻ tuổi thường mắc phải là không làm việc chăm chỉ để tăng thu nhập. Cố gắng để được tăng lương, tìm một công việc mới với mức lương thậm chí cao hơn và tìm một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Lời khuyên của tôi cho những người muốn phấn đấu là hãy cố gắng đạt tới mức thu nhập 100.000 đô la Mỹ một năm. Đừng vội thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của bạn. Quản lý tiền bạc một cách hiệu quả là kỹ năng quan trọng để làm nên thành công. Những người giàu sớm học được cách sử dụng tiền bạc hiệu quả nên thành công đã đến với họ trong mọi khía cạnh của công việc và đời sống. Để có được thành công, bạn bắt buộc phải có được những tư duy đúng đắn về tiền bạc. Và sau đây là 10 quan niệm về tiền bạc mà bất cứ người thành công nào cũng luôn luôn nắm rõ. Thứ nhất, họ không chi vượt mức họ làm mà luôn sống dưới mức họ có. Sống dưới mức thu nhập kiếm được là một kỹ năng quản lý tiền bạc cơ bản để chữa cháy khi rỗng túi. Những người có tiền và không mắc nợ thì tự do và độc lập hơn, vì điều đó làm nhẹ đầu óc cũng như giúp bạn tự tin hơn, từ đó làm việc năng suất hơn. Một trong số những người giàu nhất trên thế giới đã thực hiện nguyên tắc này từ lúc họ lập nghiệp. Ngài John Templeton, một nhà đầu tư huyền thoại, người đã trở thành tỷ phú, đã luôn tự tiết kiệm 50% thu nhập của mình ngay từ thời sinh viên tại trường Yale để có thể bắt tiền làm việc bằng cách đem chúng đầu tư sinh lời. Còn nếu bạn chưa có đủ kinh nghiệm để khiến tiền phục vụ mình, việc tiết kiệm từ 10 đến 15% thu nhập hàng tháng cũng sẽ giúp bạn tự do hơn về mặt tài chính. Thứ hai, họ không bị mê muội bởi giá cả vì họ hiểu được tầm quan trọng của giá trị. Giá bạn phải trả cho một khoản đầu tư, một bữa ăn hoặc bộ quần áo chỉ là một phần của câu chuyện. Phần còn lại bạn nên xem xét kỹ càng hơn chính là giá trị bạn nhận về từ số tiền bỏ ra. Những người thành công luôn nghĩ về giá trị của mọi thứ mà họ mua. Đối với các khoản đầu tư, họ nghiên cứu triển vọng phát triển trong tương lai. Còn về những vật dụng cá nhân, người giàu sẽ ưu tiên cho một sản phẩm chất lượng đảm bảo mà thời gian sử dụng được lâu với mức giá vừa phải. Được biết đến qua câu nói nổi tiếng, giá cả là những gì bạn phải trả, còn giá trị là cái bạn nhận về. Warren Buffett cho rằng, mua đồ với giá rẻ thôi thì chưa đủ, chúng còn phải là những thứ có giá trị. Đó cũng là một nền tảng cơ bản trong phương pháp đầu tư của vị tỷ phú Buffett. Nghe thì khá là đơn giản, nhưng lại là sự đơn giản không dễ thực hiện. Thứ ba, họ không lãng phí tiền cho chi phí và lãi suất. Họ biết làm thế nào để quản lý ngân hàng của mình. Theo thống kê từ CNN, trung bình mỗi một hộ gia đình Mỹ có hơn 15.000 đô la nợ trong thẻ tín dụng. Vay trước trả sau bằng thẻ tín dụng là một con dao hai lưỡi. Chúng sẽ có lợi cho những người biết cách quản lý tiền bạc, nhưng sẽ làm thủng túi tiền của những cá nhân có thói quen nuông chiều sở thích bản thân. Tất nhiên, khi bạn vay tiền từ ngân hàng, bạn phải trả phí với lãi suất. Những người giàu sẽ luôn để mắt tới các khoản phí này bởi họ biết một lỗ thủng nhỏ sẽ đánh đắm một con tàu to và thường thì họ sẽ tìm cách tránh chúng. Thứ tư, họ không quên điều chỉnh cán cân tài chính sau những thay đổi lớn trong cuộc sống. Đây là một trong số những điểm mà người thành công về quản lý tài chính hiệu quả. Việc này khá quan trọng để thực hiện điều chỉnh khi cuộc sống gia đình và hoàn cảnh của bạn thay đổi đáng kể. Ngồi xuống suy ngẫm một mình hoặc với một chuyên gia tài chính ít nhất mỗi năm một lần để xem xét lại cuộc sống và kế hoạch tài chính của bản thân là một cách tuyệt vời để luôn thành công với những thay đổi quan trọng. Thứ năm, họ không thỏa mãn với mức thu nhập cố định mà luôn tìm cách gia tăng chúng. Nếu bạn không tìm cách tăng thu nhập thì lạm phát sẽ ăn mòn số tiền của bạn. Tìm cách gia tăng thu nhập là một công cụ chống lạm phát và sự mất giá trị của đồng tiền cho riêng mỗi cá nhân. Những người giàu có hiểu được điều này từ rất sớm, vì thế họ không muốn thu nhập của mình đứng yên, đồng nghĩa với sự thụt lùi. Gia tăng thu nhập sẽ cho bạn nhiều lựa chọn cho sở thích cá nhân và một cảm giác an toàn. Hãy đặt mục tiêu tăng thu nhập và rồi tâm trí của bạn sẽ tự tìm thấy giải pháp. Người thành công sẽ luôn hành động cho mục tiêu này. Do đó, họ sẽ học một khóa học để hoàn thiện kỹ năng chuyên môn của mình hoặc đóng góp ý kiến để hoàn thiện năng suất của công ty mình. Thứ sáu, không bao giờ quên xem xét chi tiêu hàng tháng. Vươn tới thành công về tài chính đòi hỏi một số thói quen cẩn thận và ổn định. Điều đó bao gồm hình thành một thói quen theo dõi báo cáo tài chính cá nhân, còn được gọi là cuốn sổ thu chi.
Những người thành công dành thời gian mỗi tháng 30 đến 60 phút xem xét tất cả các tài khoản tài chính của họ, bao gồm đầu tư, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và nhiều hơn nữa. Khi họ phát hiện một lỗi hoặc thiếu sót, họ sẽ hành động ngay lập tức. Thứ bảy, họ không chấp nhận rủi ro cao là mất tiền. Một câu nói của nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett thường được trích dẫn rằng: quy tắc 1, không để mất tiền. Quy tắc 2, không quên quy tắc 1. Điều đó có nghĩa rằng bạn đừng bao giờ tham gia vào những việc mà tỷ lệ thua cao hơn khả năng thắng và ở đó bạn mất nhiều hơn được. Để tránh thua lỗ và kiểm soát rủi ro, người thành công sẽ sử dụng hai công cụ đảm bảo là bảo hiểm, ví dụ như nhà, ô tô và bảo hiểm nhân thọ, và tầm quan trọng của việc phân bổ tài sản, tức đa dạng hóa. Hãy nhớ rằng, nếu bạn chưa có sự hiểu biết thấu đáo về điều này thì nên làm thật chậm và đặt ra nhiều câu hỏi. 8. Họ hiểu giới hạn của mình về tiền bạc. Một trong những bài học mà Bill Gates học được từ một người tài giỏi khác là biết cách nói không. Nếu bạn không thể nói không với 1.000 thứ, bạn sẽ không thể tập trung vào một số điều thật sự quan trọng. Đây là sức mạnh của sự tập trung. Những người thành công hiểu được giới hạn của mình và vì thế sẽ tập trung vào những điểm mạnh để thành công. 9. Họ không chuyển giao trách nhiệm cho các chuyên gia. Những người thành công tìm kiếm và lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia, nhưng họ không bao giờ giao phó trách nhiệm cho những người đó. Sẽ là hợp lý khi tìm kiếm lời khuyên từ một kế toán thuế trong việc hoạch định các vấn đề tài chính nếu bạn không hiểu về nó. Nhưng bản thân bạn, chứ không phải bất cứ chuyên gia nào đưa ra quyết định cuối cùng. Thêm vào đó, những người thành công sẽ dành thời gian để đặt câu hỏi và đánh giá người cung cấp lời khuyên cho mình. Người giàu yêu cầu sự giải thích từ các lời của chuyên gia trước khi làm theo lời khuyên của họ. Và thứ 10, họ không chỉ theo đuổi tiền bạc. Tìm kiếm thành công tài chính là một mục tiêu hợp lệ. Nguồn tài chính dồi dào sẽ cho bạn nhiều lựa chọn để thực hiện những điều bạn tin tưởng. Có nhiều tiền, bạn sẽ được tiếp cận với công nghệ, chăm sóc sức khỏe và giải trí theo kiểu bạn muốn. Tuy nhiên, những người thành công hiểu rằng thành công tài chính chỉ là một khía cạnh của cuộc sống thành công. Vì thế, nếu bỏ qua sức khỏe, gia đình và bạn bè cũng như một số điều quan trọng khác trong việc theo đuổi tiền bạc thì đó là một kế hoạch và chiến lược tồi. Nói cách khác, họ chưa phải là một người giàu có thực sự. Muốn thành công mà thiếu đi kỹ năng quản lý tiền bạc thì thành công đó sẽ luôn chứa đựng rất nhiều rủi ro. Quản lý tiền bạc tốt cũng giúp cho bạn có tính kỷ luật trong cuộc sống và đó chính là tiền đề để bạn đi tới thành công. Để không bỏ lỡ những video mới được phát hành trên kênh Dòng chảy cuộc đời, bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp bạn nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!